Xin chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng các công cụ chọn vùng chọn trong Photoshop. Các công cụ chọn vùng chọn trong Photoshop nó là công cụ cơ bản và rất quan trọng trong Photoshop. Đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn là sử dụng công cụ Rectangle Matrix Tool. Công cụ này là chọn ra được hình các hình vuông và hình chữ nhật như vậy. Các bạn nhìn ở trên này đây, tôi hướng dẫn luôn các thanh thuộc tính trên này luôn. Như các bạn, khi các bạn để ở chế độ này á, chế độ này này, thì khi các bạn nhấn vậy, rồi các bạn làm thêm một ô nữa, nó sẽ mất đi ô cái đầu tiên. Còn khi các bạn mà nhấn vào đây, thì nó sẽ cộng thêm hai cái, nó không sẽ mất đi cái đầu tiên. Còn cái này thì nó trừ ra, như cái vùng này nó sẽ trừ ra đây, bôi đây nó sẽ trừ ra đây. Còn cái này thì nó sẽ lấy đi phần phần chung của hình đây, phần chung là phần này. Để tắt cùng chọn, các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl D để tắt cùng chọn, hoặc các bạn vào select. Các bạn nhớ là select là trong này là các bộ là chọn vùng chọn hết. Như delete đây, deselect đây, nó cũng tắt đi vùng chọn. Giờ các bạn muốn chọn hình vuông thì các bạn cầm re kéo rồi bạn giữ shift, nó sẽ ra hình vuông như thế này, ra hình vuông. Tắt vùng chọn, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl D. Như các bạn sẽ thấy các style nó đây. Các bạn đang để ở chế độ normal. Khi các bạn để chế độ fixed ratio thì khi các bạn rê, đây tôi đang chia tỷ lệ là chiều rộng là 2, chiều cao là 1. Khi các bạn rê thì nó sẽ ra tỷ lệ theo đúng tỷ lệ đó. Như các bạn chính đây là 1 thì nó sẽ ra tỷ lệ hình vuông 1:1 đây. Còn khi các bạn để fix size thì các bạn đây là nó sẽ có sáng. Bấm vào là nó tự ra chiều rộng là 150 và chiều cao là 100 pixel. Sẽ tự ra đây. Ctrl D tắt cùng chọn. Công cụ thứ hai là chọn hình ellipse và hình tròn đây. Khi các bạn rê bất kỳ thì nó sẽ ra một hình bất kỳ đây. Ctrl D tắt cùng chọn. Còn nếu các bạn giữ shift thì nó sẽ ra được hình tròn. Còn các bạn mà giữ luôn cả shift và atlas thì điểm đầu tiên bạn kết chính là tâm của đường tròn đó đây. Cũng giống như hình vuông lúc nãy tôi hướng dẫn các bạn có thể điều chỉnh ở đây là ba chế độ khác nhau, và cái đây là các vùng thêm mà là bớt của tròn vùng tròn. Còn cái công cụ tiếp theo là công cụ chọn các đường, mà cái này là chủ yếu là sử dụng để tôi chọn các ô, làm các ô. Để tôi làm các bạn xem. Đây tôi sẽ chọn các ô đây. Làm tương đối, làm nhanh nhanh thôi. Đây là các ô. Đây tôi sẽ tạo một layer trống để các bạn thấy rõ. Đây vùng chọn của ta đây. Đây là các màu, cái màu đây tôi đang để là màu đen. Rồi các bạn nhấn Atlas Delete thì nó sẽ, cái này nó sẽ thành màu đen. Atlas Delete. Các bạn Ctrl D tắt vùng chọn đi. Đây. Nó sẽ ra được cái đường giống như vậy. Nói chung cái này thì tôi thường làm các đường giống như vậy. Nếu các bạn muốn đổi chính xác các đường giống này lên cao thì các bạn vào
view rồi bạn hiển thị cái thước ra đây, nó sẽ hiện. Nếu các bạn muốn muốn làm độ chính xác cao thì các bạn hiện đường giống này ra, rồi xóa này đi, rồi các bạn tắt cái này, cái đường giống thì các bạn lại vào đây, hoặc các bạn nhấn phím tắt là control phẩy. Còn công cụ đây là cũng ba công cụ chọn vùng chọn. Công cụ đầu tiên là Lasso Tool, công cụ này là chọn vùng chọn. Bạn rê đâu thì nó sẽ chọn vùng tới đó. Đây. Công cụ này là chọn vùng chọn, là chọn bạn chọn trong các vùng chọn mà không cần độ chính xác cao là các bạn có thể sử dụng được các công cụ này để chọn vùng chọn. Ctrl D. Công cụ thứ hai là Polygonal Slash Tool, công cụ này là cái chọn cái đường thẳng dích dắt đây, bạn đi đâu nó sẽ ra được đường thẳng như vậy. Ra sẽ ra vùng chọn thế này. Ctrl D. Các bạn nhìn ở trên này thì cũng có những thuộc tính của nó, như là đây các bạn có thể vào đây điều chỉnh. Cái này tôi giới thiệu sơ qua thôi. Cancel. Công cụ Magnetic Slash Tool, công cụ cũng là chọn vùng chọn, nó sẽ chọn theo các, như cái đây bạn thấy cái một cái mũi đúng không? Khi tôi kích vào một điểm đây rồi tôi đưa trục đi chứ không cần bấm thì nó sẽ bám theo các cung màu đỏ này, sẽ bám theo cái đường viền. Nó sẽ bám theo. Cái công cụ này nó chọn vùng chọn những bức ảnh nào là có độ phân giải cao và các màu sắc nó riêng biệt với nhau thì chọn nó nhanh. Nó sẽ ra được vùng chọn như thế này. Ctrl D tắt vùng chọn. Hai công cụ dưới này là công cụ chọn vùng chọn. Công cụ Quick Selection Tool đây. Quick Selection Tool, công cụ này chủ yếu là sử dụng nhiều trong chọn vùng chọn lấy các vùng tóc. Tôi sẽ làm lấy cái vùng này. Như các bạn thấy thì đây, ở đây nó dư ra thì các bạn vào bấm vào đây để các bạn đây. Nhưng thường công cụ này nó hay kết hợp với lại cái chỗ refine ở đây, chỗ này. Nó hay kết hợp vào đây. Rồi các bạn điều chỉnh nó. Ở đây các bạn điều chỉnh như là smooth là cái bán kính, đang điều chỉnh bán kính đây là 1.6, là chính là cái đường này đây, các bạn rê thì bạn sẽ lấy được phần tóc. Như các bạn mà điều chỉnh này lên cao thì nó sẽ lấy ra cái nó vì ra bên ngoài, các bạn này để vừa vừa thôi. Contrast các bạn tăng lên xíu. Nó sẽ lấy cái vùng tóc nhỏ nhỏ ở đây. Filter các bạn tăng lên xíu nữa. Nó sẽ lấy được các vùng tóc mờ mờ. Đây là nó hỏi là chế độ ra là layer mới hay là layer mới với lại layer cái mặt nạ, thì các bạn chọn là xưa cái ra, khi bạn ok thì nó sẽ ra một layer mới. Ok, sẽ ra một layer mới như vậy. Đây cái bạn sẽ chọn lúc này đây, các bạn thấy thì nó sẽ lấy được những tóc mà nhỏ nhỏ ở đây. Để tôi cho màu trắng các bạn sẽ thấy rõ hơn. Màu đen này. Bạn thấy này, sẽ lấy các vùng vùng cho màu trắng thay đỏ hơn. Do tóc màu đen mà tôi để màu đen nữa thì sẽ nhìn khó nên tôi để màu trắng. Những bạn nhìn thấy là sẽ lấy các vùng tóc như thế này. Đây. Cái công cụ tiếp theo nữa là công cụ Magic Wand Tool. Công cụ này cũng là công cụ chọn vùng chọn. Đây các bạn nhìn ở đây là màu đỏ, các bạn sẽ nhìn thấy đây màu đỏ thì nó sẽ, như bạn thấy thì tôi đang sử dụng trên layer background thì nó chỉ làm việc, các bạn nên các bạn Ctrl D đi. Các bạn phải làm việc trên đây thì các bạn mới chọn vùng chọn được vùng đỏ. Đây thì nó sẽ chọn ra vùng đỏ. Nếu các bạn muốn
muốn chọn tiếp vùng các bạn ấn vào đây, hoặc các bạn giữ shift, giữ shift rồi nó sẽ chọn thêm, giữ shift cũng được, hoặc bạn ấn vào đây cũng được. Như các bạn giữ shift là nó sẽ chuyển qua đây, giờ giữ shift. Đây tôi sẽ gộp hai layer này lại với nhau, Ctrl E. Cái ứng dụng này thì nó hay chọn những vùng da này, rồi những vùng trời thì nó cũng hay sử dụng công cụ này nó chọn. Nhưng tôi giờ tôi muốn chọn hết màu trắng, tôi xác nhập layer lại với nhau rồi. Bây giờ tôi muốn chọn vùng trắng thì nó sẽ tự tạo ra vùng trắng. Nếu các bạn muốn cộng thêm thì các bạn giữ shift, nó sẽ chọn ra các vùng trắng như vậy. Ctrl D tắt vùng chọn. Cái chọn vùng chọn tiếp theo tôi rất hay sử dụng là cái công cụ Pen Tool. Pen Tool này công cụ chọn vùng chọn nó độ chính xác cao, và tôi hay sử dụng công cụ Pen Tool. Các bạn nên sử dụng công cụ Pen Tool cho dù nó lâu nhưng mà độ chính xác nó cao, bức hình nó đẹp hơn. Đây tôi sẽ chọn, tôi thường sử dụng kỹ thuật là tôi ấn hai điểm, rồi tôi ấn một điểm ở giữa, rồi tôi giữ shift. Các bạn giữ shift, các bạn đưa đường này đi. Tôi chọn sai này, các bạn giữ giá atlas chứ, giá atlas. Từ từ, này tôi lâu rồi tôi chỉ sử dụng, à các bạn giữ control chứ, control. Các bạn giữ control. Các bạn ấn vào một điểm rồi các bạn giữ control nó sẽ di chuyển đi. Đây. Nếu các bạn muốn độ chính xác cao thì các bạn nhấn phóng to hình ra làm cho nó dễ. Đây. Như các bạn thấy cái điểm lúc đầu ta kích vào nó chưa được đúng lắm thì các bạn ấn vào đây nó hiện ra dấu trừ á, thì các bạn ấn vào nó sẽ mất đi rồi các bạn lại kéo ra lại thôi. Rồi tôi hay sử dụng kỹ thuật này nhiều. Đây. Các bạn giữ control nha, ấn vào một điểm rồi giữ control. Ấn vào một điểm, rồi các bạn giữ control, nó sẽ hiện ra cái con chuột như thế này. Rồi các bạn kéo đi. Đây tôi làm nhanh thôi, đây. Ấn vào hai rồi các bạn giữ control. Ấn vào một rồi giữ control. Khi các bạn muốn nó thành vùng chọn thì các bạn nhấn Ctrl Enter nó sẽ ra cái vùng chọn. Cái công cụ chọn vùng chọn tiếp theo đó là công cụ đắp mặt nạ layer mask đây. Quick mask mod đây, là cái này là nó chọn vùng chọn là khi các bạn ấn vào đây thì các bạn phải chuyển nó về chế độ brush thì các bạn mới làm việc chọn vùng chọn được. Các bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra quick mask chế độ mặt nạ tô màu ở đây. Các bạn giờ các bạn muốn chọn vùng chọn như là vùng mặt đi, vùng mặt thì các bạn chỉ cần tô lên, các bạn tô lên. Tôi đang chọn cái vùng da mặt. Đây tôi sẽ làm nhanh thôi. Các bạn muốn điều chỉnh cái size nó lên to thì các bạn nhấn ngọt buông ạ. Ngọt buông thì nó tự giác lên to như vậy. Các bạn hãy sử dụng phím tắt ngọt buông thì đây các bạn điều chỉnh nó dễ. Khi các bạn điều chỉnh đây các bạn không biết điều chỉnh nó to bao nhiêu là đủ. Mà khi các bạn điều chỉnh này thì nó trực quan hơn, các bạn nhìn thấy trực quan hơn. Khi nào các bạn dừng. Khi các bạn muốn để cái vùng tròn này, để cái màu đỏ này nó trở thành vùng tròn thì các bạn nhấn phím quy. Các bạn nhớ là các bạn vào brush các bạn làm được cái đó nha. Bạn bấm phím quy nó sẽ tự động chuyển ra cái vùng tròn. Như các bạn thấy khi bạn ấn phím quy thì nó sẽ
nó chọn cái vùng vùng ngoài, không phải là vùng vùng da mặt. Vậy các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Y thì nó sẽ đảo lại cái vùng chọn là cái vùng da mặt đây, nó sẽ đảo lại. Nói chung các vùng chọn như thế này thì nói chung tương đối là đầy đủ rồi. Các bạn nên sử dụng kết hợp những công cụ chọn vùng chọn như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của tôi. Nếu các bạn có thắc mắc gì về Photoshop, các bạn có thể gửi tin nhắn cho tôi qua đường link bay ở dưới. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn.